bảo trợ bởi thẩm mỹ Hoài Anh Kali chuyên phun thiêu phun xăm thẩm mỹ 714 -248 -2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714 Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 510, -510 Chúng đức Hàng trở lại phần cuối của chương trình Tử Vi và số mệnh chương trình của chúng tôi đến với quý vị vào lúc 2 giờ PM mỗi thứ tư và thứ sáu và cái thưa quý vị chủ đề của chúng ta hôm nay nói về nghiệp à, sợ nhất là chúng ta bị một cái định nghiệp và thứ hai là phải cẩn trọng vô cùng đến cái tạo nghiệp của chúng ta cẩn trọng và kính thưa quý vị chúng tôi có một người trên đường dây một người đàn bà cho biết rằng là sinh vào ngày 23 tháng 7 năm 1961 đúng không ạ? Dạ. Yeah. Và sinh vào lúc mấy giờ? 10 giờ 45. 10 giờ 45. sáng. À 10 45 tối, tối thì là bà sinh vào giờ hợi nhá. À, tôi xin lặp lại người nữ sinh vào ngày 23 tháng 7 năm 1961 vào giờ hợi thì uh, cuộc đời của bà như thế nào tôi xin phép trình bày sơ lược uh, cuộc đời của bà như sau à, kính thưa bà là bà có mệnh thất sát thiên đồng đấy người của bà thì nói chung là đây là người đàn bà gọi là uh, cương tính nha cương tính À, và cái người không bao giờ nghe là sợ gì cả nha tháo vát và giỏi lắm đời của bà thì nói chung là bà sẽ không có được hạnh phúc của gia đình đâu chồng của bà rất là giỏi nhưng mà rất là tài hoa nhưng mà hai người giống như hai cái núi đó nha bà làm việc thì rất là nghiêm trang nghiêm chỉnh à, và cuộc đời của bà thì à, bà đầu đời bà đã tạo nhiều thành công rồi nha bà còn trẻ bà đã kiếm tiền kiếm bạc rất thành công từ hai mấy tuổi ba mấy tuổi bà đã giàu rồi bà đã giàu rồi nhưng sau này đến khi về đến tuổi bốn mấy tuổi bà cũng còn khá lắm nhưng sau đó về tới tuổi bốn mươi bốn hai bốn ba rồi trở đi cho tới năm mươi hai năm ba tuổi thì bà mất hết bà phải làm lại và sau đó thì đến đến giai đoạn hiện tại bây giờ từ năm mươi hai tuổi tới sáu mươi hai tuổi đây là cái giai đoạn của bà bà rất là bận rộn chạy nhiều việc kinh khủng lắm bà bận rộn bà kiếm tiền kiếm bạc à, và năm nay thì năm nay có thái tuế nha năm nay bà sinh vào tùy tân sửu tùy giải sửu năm nay có thái tuế tài sửu như vậy là đến hồi, lúc mà à, tháng tháng năm vừa qua bà sẽ có những cái thái tuế quan phục bệnh thổ cửa công nó gọi bà bà sẽ gặp bà vấn đề kiện cáo do lời ăn tiếng nói của mình và tiền bạc của mình đấy bà sẽ kiện cáo nha bị kiện cáo trở ngại của mình và muốn có được gì tốt đẹp bà phải chờ đến mùa thu nha đến mùa thu nó thì tới tháng 8 9 thì bà mới qua được cái kiện cáo cuộc sống của mình mới trở lại được cái an bình và bà sẽ vận rộn đời của bà bà sẽ làm suốt nha à, 62 tới 72 72 tới 82 tuổi 82 hai Tuổi. tức là đời của bà thay vì 62 tuổi đa số những người đàn bà về hưu nhưng bà sẽ không bà sẽ bị làm việc và bà, bà sẽ làm việc cho đến 82 tuổi bà mới chịu ngưng tức là lúc gần gần đất xa trời rồi vẫn vẫn còn lo nghĩ là việc này lo nghĩ là việc kia phải chạy vội việc này chạy vội việc kia đời sống nó vất vả nó trông gai bởi vì mình tin vào khả năng của mình mình nghĩ là mình giỏi mình làm chính vì vì thế mà mình bị cái sự khắc khổ của chồng và con từ mình làm khổ thân mình đấy nha Chúc bà nhiều may mắn và thành công. Xin chào bà. À, chị Đức xin mời người kế tiếp. Alo 714 893 3264. 714 893 3264 là số để quý vị gọi vào trong tổng đài của chúng tôi ngay bây giờ. Được chị Đức chia sẻ những cái à, kiến thức kinh nghiệm cũng như là bạn đã gặp khó khăn gì có thể chọn chí đức làm cái người cố vấn cho bạn à, để bạn có thể à, trao đổi tâm sự để xem rằng tôi là gặp việc này chúng tôi tôi làm cái gì ngoài ra kính thưa quý vị à, chúng tôi có bộ môn bó dịch tức là khi quý vị gặp tôi đó thì kính thưa quý vị à, quý vị không cần nói quý vị đang gặp chuyện gì trong cái khỏe gieo ra sẽ cho biết quý vị đang gặp chuyện gì đang xảy ra và từ đó chúng ta sẽ bằng bạc để mà tìm cái đường tháo gỡ những cái rắc rối của chúng ta bởi việc kính thưa quý vị à, 100 người độc. À 100 người thì 10 người độc, à 90 người độc, chục người trong. Tức là cuộc đời là một cái sự thử thách cái cam go để chúng ta bước qua những khó khăn. À, ví ví dụ à, sự đời bằng thẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai, chúng ta phải có những sự gian nan, cái thử thách trong đời của mình, dám dấn thân, dám làm và dám chịu sự thất thất bại và thành công. À, thất bại thì không có nên ngang từ cao mà thành công thì không đau khổ, chúng ta vẫn kiên trì và đến lúc chúng ta sẽ qua được những cái khó khăn để chúng ta tạo được sự không cho quý vị. À, xin quý vị à, gọi vào số của tổng đài của chúng tôi 714-893-3264. 714-893-3264. Và xin quý vị đừng gọi số xe phone của tôi là 714-510-5451. 714-510-5451 đó là số xe phone. Hiện tại tôi đang tắt để mà chúng tôi à, trực tiếp trả lời cho quý vị trong chương trình tử vi và số 7 à, của Đài Little Saigon TV chúng tôi. Đài Little Saigon TV tv mở chương trình này ra à, để mà hoàn toàn miễn phí đến các bạn à, chúng ta có những sự đoàn kết những sự gần gũi với nhau à, chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau và đoàn kết nhau để mà sống à, và chúng tôi mong mỏi quý vị luôn luôn à, hưởng ứng đến chương trình tv và số mệnh cũng như là quý vị à, hưởng ứng đến các nhà à, thương mại kinh doanh à, ủng hộ chúng tôi qua những chương trình quảng cáo để cho chương trình mỗi một ngày một hấp dẫn và đem lại nhiều lợi cho đến quý vị đến như vậy và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay chính là định nghiệp và tạo nghiệp. Chúng ta sợ lắm à, cho nên chúng ta phải xem tử vi để biết chúng ta có cái nghiệp gì. À, như cái người đàn bà mà sinh vào ngày 23 tháng 7 năm 1961 đây là người đàn bà tôi gọi là bị cái nghiệp của gì? của cái cái trần gian, tức là cuộc đời của người đàn bà này chỉ muốn làm việc thôi, nha. muốn làm việc, muốn tạo cái cơ nghiệp của mình, nó đổi thay nó trông gai lắm, nha. cho nên nó là vất vả về đường tiến thân lắm cái gì cũng lo nghĩ đến buôn bán là mang kiếm tiền kiếm bạc rồi có rồi được rồi là thủ đoạn rồi sắp xếp một cái chính vì thế mà làm khổ đời mình cho nên con cái với chồng thường thường là sẽ không không gần gũi với mình được mà mình tự lo tự sống rồi đầy sống gió trong gai tự mình đem họa tới cho mình nha khổ thân mình và làm cho trên 82 tuổi lúc đó mới mới gần đất xa trời lúc đó mới chịu nghỉ ngơi là như vậy nhưng cuối đời của người này là người có tiền nha có tiền À, nhưng mà không đại phú đâu có tiền dư đó thôi cũng là trung trung phú thôi chứ không là người đại phú được à, số mệnh của con người thì kính thưa quý vị à, hầu như là à, chúng ta có cái quyết định trong tay của mình tất cả về vòng ngoài của mình nhưng mà đến khi chúng ta sống hết đời của mình rồi những cái yếu tố mà nó đẩy cho mình vào cuộc sống nó gần, gần như là định mệnh à, chúng ta có cái bàn tay của chúng ta để chúng ta chèo cái con thuyền để chúng ta đi vượt qua những trông gai, vượt qua những định mệnh mà chúng ta sắp xếp. Nhưng mà kính thưa quý vị, có người thì thường để cho cái cano có máy, còn có người thì là cho một cái cái ga, cái ga tương đối tốt đấy, nhưng có người là cho cái ga mà nó quá yếu đi, cái tay chèo quá nhỏ nữa. Cho nên tất cả chúng ta là chúng ta tận lực của chúng ta nhưng mà kính thưa quý vị định mệnh cho chúng ta cái ga nào, cái program nào, cái, cái 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 cái, setup nào để chúng ta đi. Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta phải thương yêu lẫn nhau trên thế gian này, không ai để cho chúng ta đáng ghét, đáng khinh, đáng trọng, đáng quý cả, tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng yeah. bởi vì tất cả là do cái giờ sinh của chúng ta cho nên chúng ta có một cái số mệnh của định mệnh là do cái trời đất sắp xếp mà thôi à, số mệnh à, là một cái à, điều hiển nhiên ai cũng biết à, nhưng mà có người tin hay không có người có người thì à, chả tin đâu nhưng mà đến lúc gần đất xa trời rồi là lúc nằm bệnh là suy nghĩ đó ờ tôi nhầm rồi bây giờ quả thật cuộc đời nó có số mệnh bây giờ mới hiểu được rồi nhưng mà hiểu được thì quá chậm rồi còn lúc trẻ đó kính thưa quý vị tin vào cái 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 giàu có của mình tin vào cái cái thông minh của mình tin vào cái trí tuệ của mình nghĩ rằng là cần chi những cái 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 tử vi thì tin vào đó cái gì nhưng mà đến khi mà về già yếu rồi tự nhiên cái tiền bạc nó ra đi không biết tại sao à, rồi có những người lừa mình rồi là mình tự nhiên mình ăn uống rất kỹ lưỡng mà vẫn cứ bệnh đó, tự như vậy một loại bệnh đó thôi rồi, suy nghĩ mãi mới biết rằng à thì ra con người nó có cái sống mình có số định mệnh. nhưng mà chúng ta cứ thú vị càng trẻ chúng ta càng nên biết số mình sớm để chúng ta hầu chúng ta ngăn ngăn ngừa những cái 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 hố sâu mà chúng ta sẽ phải đạp phải à, để chúng ta có một cái, cái bước đi vững vàng và chính xác hơn à, biết số mệnh không phải để mà mà lo biết số mệnh để mà chúng ta à, tự hiểu mình hơn cứ thưa, thưa, thưa quý vị à, hiểu người thì là một điều quý rồi nhưng hiểu mình là điều quý hơn nữa bởi vì khi hiểu mình được rồi thì à, mình dễ à, dễ làm việc lắm dễ tâm sự với mọi người dễ nói chuyện lắm mà hiểu con người của mình và ngay cả việc tu hành tu đức thì biết được cái số mệnh của mình cũng là một điều à, quan trọng vô cùng à, có nhiều người nói là tôi biết tôi rõ tôi rồi à, nhưng mà vẫn là cái tính như thế này có nhiều người nói tôi biết tôi với tao tôi biết tôi với tôi là, là, là sanh đẻ tính tình học tôi biết đó nhưng mà cái tật ăn cắp vẫn là ăn cắp cái tật nói ra để mà có những lời nói mà đanh thép hoặc là nói ra người ta chưa kịp nghe người ta đóng chạy rồi đó tôi biết tôi mà à, nhưng mà ta vẫn vẫn là cá tính như thế à, đó là cái gì kính thưa quý vị cái lực định nghiệp nó kéo mình mình phải làm như thế à, chứ đức sẽ mời người kế tiếp và alo à, vừa thấy đèn đỏ nhưng mà đắt rồi à, không sao kính thưa quý vị À, số của tổng đài để quý vị gọi vào à, mỗi chương trình của chúng tôi vào ngày thứ tư và thứ sáu lúc à, 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California đó Thì quý vị gọi là số 714-893-3264, 893-3264, số của tổng đài Lý Tư Sài Gòn TV chúng tôi à, Chị Đức xin mời người kế tiếp, alo Alo, chị Đức xin mời người kế tiếp, và alo Alo, tôi không nghe rõ lắm, alo À, không đến không nói, tôi xin chuyển người kế tiếp, xin lỗi Xin chuyển, chuyển người kế tiếp, alo Dạ, um, chào vâng. uh, thầy, thầy ơi, uh, người nữ Sinh 19 tháng 3, 1985 Lúc khoảng uh, 10 giờ uh, 10 phút sáng 63, 10 giờ phút, 10 phút sáng dạ. Người nữ sinh vào ngày 19 à. tháng 3 Năm 1963 mười, năm à. 65 65 ừ. 65 10 giờ 10 phút sáng ngày em rồi 10 giờ 10 phút sáng ấy, sáng tức là giờ tỵ người nữ sinh vào ngày 19 tháng 3 năm 1965 sinh vào giờ tỵ có một cái số mệnh như sau chúng tôi xin phép trình bày à, người nữ này có hồng loan vũ khúc cư mệnh ở đây là cái người phải nói là có tài hoa đấy nha có tài hoa đấy à, nhưng cuộc đời của mình là kiếp phải trả tài hoa nhưng mà vì mệnh của mình nó là có không kiếp thiên không nó về cho nên càng tài hoa bao nhiêu mình càng khổ thân mình bấy nhiêu còn lấy chồng thì muốn ở với chồng lắm nha nhưng mà cái cái cuộc sống của mình nó sẽ chính bản thân của mình cuộc sống của mình mình làm cái sự chia ly đối với chồng mình bản thân của mình đấy nha mặc dù là giỏi tốt hay nhưng mà cuộc đời nó đầy sóng gió đầy 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 cái 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 thử thách trong đời của mình còn người trong người là có bệnh nha trong người này có bệnh đó vì cửa môn tập cách có thái tuế đó là có có thái thái tuế ngồi tuyệt thì chắc chắn là có bệnh trong người đấy nha nhưng bệnh này không phải là cái bệnh cho mình nằm giường bệnh này là cái bệnh nghiệp cái bệnh mình mang người trong người của mình nha nhất là cái gì cái đường thần thủy của mình đó, nó có sẵn hoài đến tuổi già nó mới xảy ra nha à, con cái thì như thế nào con cái thì con cái thì tốt không sao cả người này thương con thương cái lo cho con đầy đủ à, lần một người tốt biết thương yêu thương vợ thương chồng nhưng mà hai người hơi hơi kịch tính lẫn nhau bởi vì Cung phu có thất sát à, thất sát là một cái sao kim à, nó rất là vẫn, vẫn chảy và cứng rắn à, rồi mình là có sao vũ khúc là kim nữa cho nên là à, hơi có nhưng mà sống được không sao cả có con cái thành công về người này có giàu có hay không cũng quan lộc có tử phủ hóa khoa người tà bạch có đà hoa người này sẽ là cái người có tiền tương đối có tiền bạc giàu có đấy nha thành công của đời của mình nha à, và à, cuối đời của mình thì à, tôi cho biết rằng là khi về đến năm mình đã sáu tuổi rồi à, à, 3 năm nữa có bệnh nha và năm thìn nha có bệnh à, và cẩn trọng chữa bệnh rồi sẽ qua được cái bệnh đó nha là qua được mất một năm sau đó qua lại được và có thể thọ đến 62 tới 72 tới 82 tới 92 có thể thọ đến tuổi 90 91 tuổi đã khá như thế và kính thưa quý vị, à, chúng tôi trước khi chấm dứt chương trình chúng tôi không quên cảm ơn cô à, Nguyễn Thị Duyên đã gửi tặng cho thầy Chí Đức một hộp trà thật là đầy tấm lòng thương yêu và xin mời tất cả những thân chủ của thầy Chí Đức trong quá khứ à, liên lạc với thầy Chí Đức để mà xem đại số của của quý vị nha tiền bạc không phải là một cái vấn đề lớn đối với trong chương trình tử vi và số mệnh cũng như là đối với việc xem số cho chúng tôi cuối cùng không quên chúc quý vị à, một ngày thứ tư đầy thành công và đầy những cái may mắn à, xin gặp quý vị vào ngày thứ sáu xin kính chào